Khi nào sư Hoan Hỷ quay lại thời tụng kinh được không? Nghi thức tụng gồm những bài kinh cơ bản nào? Sau khi tìm hiểu trên mạng và nghe những bài sư giảng, khi có thời gian con đọc những kinh như kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh Rễ Tâm Từ, kinh Pháp Cú. Sau mỗi lần con đọc xong thì xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thân tâm được an lạc, sớm được tái sanh về cõi lành. Khi con đi bộ trên đường, con nhìn bông hoa đẹp thì con cũng thầm nói nhỏ: phước đức ngắm hoa này xin dâng lên cho Đức Thế Tôn và những chư thiên ở cõi này không còn ăn trái lẫn nhau, thân tâm được an lạc, xin hồi hướng phước báo ngắm hoa này cho thân bằng quyến thuộc ấm no hạnh phúc an lạc. Thì con làm như vậy có đúng hay sai? Thân bằng quyến thuộc có nhận được không? Đầu tiên đó, quý vị muốn cái thời kinh của mỗi một chùa thì nó có thay đổi một số điểm. Quý vị lên mạng, quý vị tìm cái quyển này, Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ. Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ, đây nè, quý vị tìm tìm Kinh Nhật Tụng của Cư Sĩ. Thì nó có phần lễ bái Tam Bảo và thỉnh chư thiên. Cái phần 1 này thì nó đủ rồi, đủ rồi. Cái phần này quý vị có thể đủ rồi. Đấy, cái bài thỉnh chư thiên nè. Rồi lễ bái Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Đấy. Quý vị tụng một thời, quý vị tụng như vậy là chừng khoảng nửa tiếng là suy nghĩ là được rồi đó. Suy nghĩ là được rồi. Rồi lễ bái Xá Lợi. Thì như vậy là coi như là tạm tạm đủ, coi như tạm đủ. Còn qua cái phần 2 là quý vị có thời gian cũng nên đọc thì nó cũng có nhiều lợi ích cho quý vị. Còn cái phần 1 á, đó là cái phần lễ bái Tam Bảo thì có thể hàng ngày quý vị tụng thì như vậy đã đủ rồi. Còn cái việc mà quý vị nhờ sư thu lại thì từ từ rồi sư sẽ thu lại ha, cái chuyện đó để từ từ. Đó là xong cái phần mà kinh tụng hàng ngày. Còn quý vị tụng kinh, những cái kinh như là kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh Rễ Tâm Từ, kinh Pháp Cú thì đều được. Có những bài kinh này thì tốt, có thì tốt.